Bà Merkel và ông Barroso lo ngại về biến chuyển tại Crimea, tin từ Bắc Kinh. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban Liên Âu ông Jose Manuel Barroso đã bày tỏ quan ngại của họ về một tình trạng bất ổn của Ukraine khi phát biểu tại một hội nghị Liên Âu ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Ông Barroso nói rằng cuộc xung đột trên bán đảo Crimea nên được giải quyết một cách hòa bình. Ông Barroso nói thêm họ đã bị kinh hoàng trước những báo cáo vi phạm chủ quyền của Ukraine. Đây là những sự kiện không thể tưởng tượng trong thế kỷ 21 trong lục địa châu Âu. Những thách thức ở Crimea phải được giải quyết trong sự tôn trọng sự thống nhất và chủ quyền của Ukraine. Ông hy vọng là cộng đồng quốc tế cũng sẽ cùng với Liên Âu gìn giữ các nguyên tắc và bảo đảm hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Bà Merkel cho biết là bà đã nêu vấn đề trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua, nhấn mạnh là phải tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến một sự leo thang của cuộc khủng hoảng. Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết là bà Merkel ngày hôm qua cũng đã gọi cho Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, để cam kết sự ủng hộ. Pháp và Anh cũng bày tỏ sự quan ngại vào ngày hôm nay về những biến chuyển nhanh chóng trong bán đảo Crimea của Ukraine và thúc giục tất cả các bên tránh làm gia tăng căng thẳng và kêu gọi Nga tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Ông Yatsenyuk vào ngày hôm nay cáo buộc Nga là gửi hàng ngàn binh lính tới khu vực phía nam của bán đảo Crimea. Những người đàn ông vũ trang mặc đồng phục chiến đấu không được xác định để kiểm soát các sân bay trong khu vực. Ngoại trưởng Đức, ông Frank-Walter Steinmeier đã cảnh báo rằng sự phát triển ở Ukraine trong vài giờ qua rất nguy hiểm và kêu gọi Nga giải thích ý định của mình liên quan đến việc di chuyển quân. Nga nói rằng chuyển động quân sự tại Crimea là phù hợp với các thỏa thuận với Ukraine trong việc cho thuê một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Sevastopol. Và Moscow đã cáo buộc Kiev đang cố gắng đẩy gây mất ổn định trên bán đảo Hắc Hải.